Vâng, em xin được kính chào toàn thể anh chị em và các bác đã quay trở lại với kênh Vương Công Suất. Trong ngày hôm nay thì bên cửa hàng đang còn một số các cái model còn tồn lại cửa hàng, thì ngày hôm nay thì em sẽ lên video để thanh lý ra tốt gửi tới anh chị em và các bác đang quan tâm đến các sản phẩm mẫu đẩy công suất các bác nhé. Thì cái mẫu đẩy đầu tiên mà bên cửa hàng thanh lý cho các bác ngày hôm nay là đó là cái mẫu đẩy mà cửa hàng bán khá là nhiều rồi, thì nó còn tồn lại một chiếc như này, mẫu đẩy DHM TS4. Công suất của nó đạt tầm 450W các bác nhé, 450W một cây. Mẫu đẩy này thì nó chạy hệ sò của nó là hệ sò NRIVK và máy đang còn bên trong mạch ruột đang còn rất là mới, rất là sạch đẹp các bác nhé. Nên áp nguồn giảm 18 sen, nguồn đồng hệ mạch class H và nó chạy 4 quả tụ 100V các bác nhé. Linh kiện thì rất là khôn, máy thì rất là sạch này. Mức giá ngày nay thì em sẽ báo giá nhanh cho các bác thôi. Mức giá là 2.100.000 đồng đối với cái mẫu đẩy DHM này nhé các bác nhé. Và mẫu đẩy 4 kênh, mẫu đẩy hiệu thương hiệu Anh Quốc Martin Melo. Các cái sản phẩm ở đây thì em đã có lên video test thử chất âm rồi. Các bác có thể tìm là đẩy Martin Melo 4 kênh mua công suất tìm ở trên YouTube thì sẽ thấy các cái video là test chất âm đối với các mã sản phẩm này nhé. Sản phẩm này thì công suất của nó sẽ là 4 x 600W, tức nghĩa là mỗi kênh, mỗi vế của nó sẽ là 600W một vế. Thì các bác có thể đánh một đôi phun 30 và một quả xúc 40-50 các bác chấm kênh nhé, hoặc các bác có thể nghiên cứu là đánh 4 quả phun 30 cho em. Sản phẩm thì có mức giá là 4.200.000 đồng, thì ngày hôm nay sẽ thanh lý giá tốt cho các bác với mức giá là 3.900.000 đồng với mẫu đẩy 4 kênh thương hiệu Anh Quốc Martin Melo các bác nhé. Mẫu đẩy tiếp theo là mẫu đẩy Oskin Focus, thì nó còn sót lại một chiếc như này, PA 1.0K. Mẫu đẩy này thì hãng đang thông báo là 1.000W một cây, thì ngày hôm nay thì em cũng sẽ bán với mức giá tốt cho các bác thôi. Giá ngày hôm nay thì cửa hàng sẽ bán cho các bác là mức giá là 3.500.000 đồng, 3.500.000 đồng nhé, và bảo hành cho các bác 6 tháng đối với mẫu đẩy này. Các bác không cần bảo hành thì mức giá sẽ tốt hơn, 3.200.000 đồng, sẽ bao test cho các bác một tuần các bác nhé. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng và thử hàng cho em, ưng ok nhận chạy trong vòng một tuần, không ưng thì có thể trả lại cho em nhé anh. Sản phẩm này thì chở đang còn rất là trắng đẹp này, và cái men mạch của nó là dạng kiểu men mạch hàng xuất Âu. Đấy, các bác có thể thấy là trên các con đẩy cửa đao hệ 5 vỉ mạch, hệ 5 vỉ mạch tiếng rất là hay các bác nhé, hệ 5 vỉ mạch. Tụ của nó thì nó chạy là 2, 4, 6, 12 con tụ, 50V, 12 con tụ các bác nhé. Mức giá tốt sẽ là 3.200.000 đồng. Đây là cái bề mặt của nó này, mặt của nó đây nhé các bác nhé, 3.200.000 đồng. Với cái mẫu đẩy này thì các bác có thể chơi cho em là một quả full 30 và một quả full 25 các bác nhé. Và cái mẫu đẩy mà ngày hôm nay mẫu đẩy em thanh lý hộ bác khách như trên tiêu đề video em đã báo rồi, mẫu đẩy CT Audio. Mẫu đẩy này thì trước đây cửa hàng bán khá là nhiều rồi, và ngày hôm nay thì bác khách nâng cấp thì có nhờ cửa hàng bán hộ cho bác khách với mã là V-1000. Đấy, công suất của nó mỗi vế đưa ra đẩy này sẽ có công suất là 700W và công suất mỗi vế sẽ là 350W một cây các bác nhé. Mẫu đẩy này thì chạy khối nguồn của nó là nguồn 17 sen, nguồn 17 sen còn khá là đẹp này. 4 quả tụ 10.000mi, tụ 100V các bác nhé. Các bác để ý cho em là tụ 100V. Tụ 100V đấy ạ. Sò thì nó sẽ chạy là 12 sò Toshiba và 12 đèn bù áp các bác nhé. 1, 2, 3 này, dưới 3 và bên này 3, 6 nữa này. 12 sò bù áp, 12 sò Toshiba. Công suất mỗi vế đưa ra sẽ là 350W, thì các bác có thể đánh 1 full 25 hoặc có thể đánh 2 đôi loa 5 25. Mẫu đẩy này thì em cũng đã thử chập kênh để đánh xúc 40, cũng khá là ok các bác nhé, đánh rất là lực, chơi trong hệ gia đình. Thì các bác có thể là tham khảo mẫu này để thay cho âm ly ở nhà, có thể là đánh loa full rất là lực. Mức giá ngày hôm nay bên cửa hàng bán cho các bác mức giá là 1.300.000 đồng, 1.300.000 đồng cho mẫu đẩy công suất CF Audio này, thanh lý hộ của bác khách thôi, không lời lãi gì các cái mẫu đẩy này các bác nhé. Mẫu đẩy tiếp theo mà bên gà lên cho các bác này, mẫu đẩy HK 650.
Với cái mẫu đẩy HK650 này thì công suất mỗi vế đưa ra sẽ là 650W một cây. Và nó chạy hệ mạch class H, hệ mạch class H tản nhiệt đồng bằng tản nhiệt bằng đồng. Đấy, tản nhiệt bằng đồng này, hệ máy class H cải tiến này. Đây là cái vỉ mạch của nó các bác nhá. Mẫu đẩy này thì có mức giá là 2.800.000 đồng mà ngày hôm nay cũng thanh lý giá tốt cho các bác thôi. 650W một cây, 2.400.000 đồng các bác, nhanh tay có hàng các bác nhá. 2.400.000 đồng trong ngày hôm nay. HK650 650W một cây, đánh một full 50 thì dư sức rồi, đúng không ạ? Mẫu đẩy tiếp theo là mẫu đẩy K Audio. Sót lại một con các bác nhá. AVK1000, công suất của nó là 600W một cây, chạy 20 sò NDVK. Dạng mặt phay nhôm cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, hệ mạch class H. Tụ 18 cm, 20 sò NDVK, sò trường tiếng cực kỳ sáng rồi. Mẫu đẩy này thì ngày hôm nay bán cho các bác mức giá là 2.500.000 đồng các bác nhá. Công suất 600W một cây. Full 30 đánh thoải mái cho em nhá. Mẫu đẩy này cũng là mẫu đẩy 600W một cây này, mẫu đẩy pin MA2600. MA2600 này thì công suất của nó là 600W một cây. Nó chạy 20 sò Toshiba. Đấy, cái dàn sò của nó nằm dưới đây các bác nhá. 2 4 6 này. Bên này 6 12, bên kia nữa là đúng không ạ? 24 sò Toshiba, 10 quả tụ 10.000V, 10.000V và 10.000mm, 100V các bác nhé. Hệ máy là hệ máy class H, tiếng cực kỳ khỏe, cực kỳ lực nhé. Đánh full thì hết ý rồi, full 30. Mẫu đẩy này thì sẽ bán ngày hôm nay sẽ tùy vào độ đẹp mới nhé. Mức giá sẽ là 2.300.000 đồng cho đến 2.800.000 đồng đối với mẫu MA2600 này. Các bác nhanh tay liên hệ nhé để chốt sản phẩm này, rất là chất lượng. Mẫu đẩy tiếp theo nữa là mẫu đẩy CA600, cũng là của hãng Pen này. Mẫu đẩy này thì nó chạy là, các bác đếm theo này, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 sò CA600, 24 sò Toshiba. Mẫu đẩy này thì dàn bù áp rất là nhiều. Mẫu đẩy này có mạch cắt súp nhé. Mức giá sẽ là 2.700.000 đồng cho đến 3.000.000 tùy độ đẹp mới nhé. Với các con đẩy mà nó hoen hơi hoen gì này thì sẽ có giá tốt nhé, 2.700.000 đồng, nhưng mà không vấn đề gì các bác nhé. Đấy, mặt thì đang còn rất là ok, sản phẩm thì sẽ bao zin cho các bác. Được chưa? Nó chạy trong hệ mạch của nó sẽ là nguồn 18 cm, 24 sò Toshiba và bù áp rất là nhiều, 8 quả tụ 10.000mm, 80V, hệ mạch hệ máy class H và mạch này là có mạch cắt súp các bác nhé. Các bác có thể tham khảo mẫu này để các bác chập kênh đánh súp nhé. Chập kênh đánh quả súp 40-50, mức giá của nó là 2.700.000 cho đến 3.000.000 đồng với mẫu đẩy CA600 này, tùy độ đẹp mới các bác nhé. Mẫu đẩy cuối cùng trong video ngày hôm nay sẽ là mẫu đẩy CA800 với công suất là 800W một cây và nó chạy 28 sò Toshiba. Bù áp thì bên này 3, 5, 10 này, dưới 2 nữa là 5 này, bên này 5 nữa là 10 con bù áp. Hệ máy có cắt súp, chạy 28 sò Toshiba, 8 quả tụ lòng nguồn, nguồn dạng nguồn 20 cm. Công suất đưa ra mỗi vế sẽ là 800W một cây. Mức giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. Rồi ok các bác, video ngày hôm nay thì chỉ báo giá thôi. Còn các bác quan tâm đến sản phẩm nào có thể Zalo trực tiếp, em sẽ gửi video test thử chất âm. Hoặc các bác quan tâm đến model nào có thể tìm trực tiếp ở trên YouTube kênh của Vuông Công Suất nhé. Chẳng hạn như mẫu Martin Melo này các bác có thể là đẩy 4 kênh Vuông Công Suất nó sẽ ra các bác nhé. Em xin phép là dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Đừng quên bỏ ra một vài giây ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác.